không dữ không. Dạ. Yeah. Bắt đầu trở về các bạn. Trở về luôn không anh? Hay là chưa? Chưa chút xíu là cho chút xíu đi. Kìa nó sự lông rồi đó. Trời ơi, có gì đâu, có lông này nhổ được mà. Chút đỉnh hả ơi. Đây nha, hôm nay anh em tôi làm món chuột quay nha. Siêu cay không? Cay ai ăn ca. Không cay, không được. Quá đi. Trời hai trái này trời ơi. Cái bị chặn hẳn. Mà là cha. Chứ là cha anh lại gọi luôn trời. Chuột găng tới nó có kẹp. Khe găng á. Màu một găng hả? Đừng có nấu. Mần còn nhiều bạn ơi. Mười mấy con mà mần giờ bỏ cuộc chân bạn ơi. Mần giờ mổ bên đây nè. Mới mổ được có 3 con hả? Bỏ luôn hả Vinh Hằng? Bỏ cuộc hay gì? Bỏ đi mà đủ xuống. Có ăn, ăn mà, có chịu khổ chút. Nè ăn là phải nhai hết xương nha. Càng phải chịu khổ một xíu hả? Mua 12 con chuột hả bạn? Mà mới được có 3 con à. Tiếng hồ đó. Mần chuột xong giờ lấy luôn bạn ơi, ăn cắp luôn luôn mà phá hoại luôn rồi. Từ từ nghe ba, đồ nghề không đó. Ê, cái cối đồ cối lâu năm nặng như vậy. Tiếp không bể luôn trời, bể không biết nữa. Lâu này em nè. Kiến không nha ba. Ê ê ê.
phiền luôn lâu luôn bà ơi. Cho miếng cát vô. Xó lắm rồi. Mà bây giờ còn 2-3 con nha bạn. Đợt một đêm nữa ơi, chắc mày trễ lắm rồi. Sao chuỗi đó quay được không? Cái đó ngon lắm nội. Không, bỏ luôn đi mọi người. Ừ, tắm nước sôi. Bừng như luôn trời. Tốt rồi. Còn chuột bán nữa thằng ơi. Gì? Còn chuột bán nữa. Còn chuyên nghiệp rồi đó. À, nước sôi nước lạnh, nước sôi nước lạnh. Đâu vì sao? Nãy giờ tay nó cũng chắc cũng đủ rồi đó, mất rồi. Lần nào mua lại 70 ngàn ký bán vậy? Khi mua 140 bán, 120 bán là 70. Bị đi không rồi. Thằng nữa nè. Còn thằng kia nữa. Khô chưa? Khô chưa? Khô chưa? Chuẩn bị Ơ tay mày lông không? Trời trời. Chuột nè. Sạch rồi, sọt tay vô lông không? Chuột nè. Tay mớp nè. Lưu nè. Đó, bạn thấy không? Bạn làm có 2 tiếng hồ à. Ít xịu à, có 12 chuột làm 2 tiếng hồ à. Trời ơi trời. Lông không trời mà ngẫu mày. Nước cuối mà ngẫu chứ trời. Còn một con đang đợi sau, mấy đợi sau ra trụng lên cái ngươi. Không mới lột da con đi. Không mới lột da luôn Tường ơi. Lột da con đó đi. Nước sôi chưa? Không sôi lộn luôn đi. Lấy đi. Nhiệm vụ ai làm đi chứ, chặt tre rồi. Dưỡng làm nào đó. Chị con, chị đang bóp nó. Để tôi quay, không bẻ mày. Trời ơi trời. Không phải tao làm này luôn mày. Chứ không là ai. Ốp đi các bạn, thằng ốp luôn. Nước ốp có gì hả? Tỏi, dầu hào, dầu ăn, muối hương, nước tương, muối bột ngọt đủ nè. Có làm móc luôn nghe em. Xin dưỡng hả? Rồi xin dưỡng hả Từ? Xì đồ cái kiềm bấm không ăn gì vậy xì? Ăn gì kiềm nó vậy thôi, bấm thử rồi đút chúng ta bấm thử rồi ăn không? Khô nhổ lông luôn nha. Chút đỉnh nó ăn làm gì đâu. Cái răng không hơn răng bà già nữa. Quay mặt nước á. Mặt tao chiên nổi. Ớt không ngon, nó cảnh 3 tiếng hồ đó. Rồi nó có người dở đó như vậy. Không ngon đủ gì luôn. Không ngon đủ gì luôn. Con không có da sao anh hẳn? Nó cũng ốp à. Không da ốp vòng da luôn hả? Không. Giờ tôi bắt thang nha. Xíu đi. Còn kìm là cứng hơn chút không? Mày cắt 2-3 vòng vậy trời á. Nó cắt được có quần chút xíu vậy bẻ được rồi. Bẻ. Kìm mèo mà. Chà. Ừ.
12 cái. Dễ che sẵn nha bạn. Nè, nẹp đầy bụng đi chứ. Con này gọn lắm đi. Cho thấm chút xíu rồi, cho thấm vào chút xíu. Thấm gì dài chích ngựa rồi, trời ơi. Dạ, hồi trước tôi có được kéo ngay xíu nữa rồi. Dừa nè. Dài à. Rồi để tao làm cho Tường ơi, mày cắt này lại cục chút đi mày. Thôi mà, được rồi mà. Thấy bắt chuột luôn mày. Ngửi thấy thơm chưa? Ngạt mũi rồi. Lưỡi liếm thôi là ngon chưa? Tuyệt vời ha. Để dòng cánh nó làm nó bỏ luôn. Còn giờ là bé không ta? Còn. Xiên luôn các bạn, xiên giống như heo quay luôn các bạn. Bạn này anh xiên lắm, xiên tất cả, xiên mọi thứ. Không trang điểm. Đây, lò quay các bạn ơi. Nhím than ngoài đi. Nhím than ngoài. Nhím than chạy. Không nấu. Không nấu luôn á. Ủa, mới nãy đem cho than vô kia nó nhím trời. Ừ. Nhím quanh nha. Nhím gà kìa. Gà nướng hả? Ừ. Có gà đây, nướng gà đi. Gà đâu? Lấy chuột cái nướng, bỏ nhanh hơn, nướng than rồi nướng chuột à. Trời đất. Thường á, không đi làm hả? Dạ, em hả? Ừ. Gọi là anh. Bữa nay nhiệm vụ xong sớm hả? Dạ. Đi cho ba thằng mà phải sớm rồi. Là phụ nó luôn hả? Ừ, nét luôn ba thằng. Dù. Ừ. Vô tình ông bá nha, nó đi mau à. Đi cho mày. Đâu vậy? Gãnh lắm, đập vô được. Vô này đừng loạn nữa rồi. Nó quậy rồi. Anh sẵn đập không đi. Đập nó ra nhỏ nhỏ nó mau cháy ăn khùng. Thì dao đâu đập. Ừ. Thì đập xuống gãnh đó. Được chưa còn, đủ chưa? Mày chạy nó đi à. Móc ở dưới rồi nghe mày. Ai biết anh chứ có không? Đi coi bọn đi. Còn xách lên luôn đi. Còn gửi. Cái gửi vô. Cái gửi vậy. Cho nó đủ chứ không hả? Thiêu. Em thấy luôn người ta đớp xi măng không? Đớp xi măng hoặc là tao uống như vậy không? Cái ngày mai thì nó trả tao thì nó hồn đi đâu rồi. Hồn đi đâu. Mình thủ thôi chứ sợ nó nấp giữa chừng. Ủa? Cái này nóng nó chảy không chạy thì mà. Rồi, cái này không phải đây bằng dây nhôm mà chảy đâu mà chảy, nhôm nó nái lắm. Nhôm cũng chảy. Quấn luôn chứ bạn ơi, luôn nó thôi sợ hỏi. Đúng rồi. Luôn. Hai cộng ở dưới cộng nữa. Thấy cho bạn cái kìm. Kìm đâu? Đấy giờ thì này anh làm dễ lắm cả nha. Khi mà xiết xiết cả giờ nha. Gì công nóng lấy công gì bự công gì nhỏ vậy? Bự gì bự hả? Cho nó đều đều đó. Ừ, giờ này nóng đây. Được chưa? Được rồi. Móc này phải dài chút. Dài quá đụng than cháy. Nó lũ cạn, nó để thêm nó két nữa. Thôi khỏi đó, nó chưa đều đó. Ừ, đó, hợp lý rồi đó. Ngon cơm. Trong á nó không kịp nứt ra mà mình rõ họ nứt ra nó vậy bị. Em gà nó chắc hơn em ghen tới ghen luôn cũng được đây đấy dư dư đi dư chút nó đi dư gầu dư dễ gà ừ ngắn lắm dư gà mũi giờ cái bụng dây trên vài cái nữa ba cái đi ừ gì mới đây mà nóng rồi hãy bỏ này không bỏ này cho vậy đấy. Không, ai mới dùng nó nóng là cái sức lò này nó chịu nổi. Để cái lưu mình nó mỏng. Chút đi Tường ơi, cái Tường ơi. Rồi, cái biết còn thiếu gì không? Phải đầu tư cái đồ gấp than.
thêm bỏ vô. Vô luôn. Đây. Đây đẩy nó chú nữa. Vậy chút qua đi, sáu con đi. Con móc 7 6 móc đi nhiêu. Vô. Thì hai chạy hai chiếc cũng chịu nè. Ờ chuột quay lưng. Dạ. Dạ. Bắt đó hả? Dạ. Trời ơi đi bắt được nhiêu dở dữ vậy? Dạ. Trời ơi, để luôn. Mới đồ đẩy lại mới được. Dạ. Có thang nước không cho kìa. Dạ có thang nước là chết mua. 2 tấm hả? Ê, bụi dính vô mấy nhà chuột bên kia ơi. Dạ có cái nắp, đẩy nắp túi, đẩy nắp lên. Nắp của bác bị bể rồi. Có cái nắp kìa. Rồi lên cái nắp. Lấy tấm gạch tàu á. Lấy tấm gạch tàu á. Rửa tấm gạch tàu. Ừ, rửa nó đẩy lên đỡ ngon hết. Trời ơi trời, lấy cái dao đập bớt cái sườn sống một chút coi. Ừ, để đại đi. Rồi, đi đi. Không, lấy chú vô thả hơi bớt không nổi lên, nó chịu nổi đâu. Chú vô lấy, không lấy miếng này nè. Nè, cái xương quá trời ơi, đè dập xương con đây. Ừ, gì được đó, cho nó hơi hơi ra chút. Má dở rồi, hôn. A few moments later. Hôn dữ thôi. Dạ. Bắt đầu trở về các bạn. Trở về luôn không anh? Hay là chưa? Chưa chút xíu là cho chút xíu đi. Kìa nó sự lông rồi đó. Vậy thấy không? Trời ơi có gì đâu, cái lông này nhổ được mà. Chút đỉnh hả ơi. Nhà mới ra coi. Lại bồi quạt thêm má gì dở bồi quạt chứng. Hoài trời. Nó không có không khí, lửa không khí. Tôi kêu đục mấy cái lỗ gì. Không, với họ mày chừa lớp trên đi. Chưa đẩy nắp mình chưa là cái lỗ không phải đụng với cái lỗ dưới cho nước cái hơi nằm dưới chảy chảy cháy lên á cái lông hậu quay ngược rồi cháy rồi cháy lông hết rồi quay ngược đi thằng ơi quay nó chưa về cái đầu quay mẹ này quay ngược mẹ đi chứ sao họ cái đít cái đít con sẽ làm cái đít con heo thằng má hư ngon quá heo sữa quay này heo sữa quay nha làm gì cái này chứ không lẽ ăn không như sao trời trời phục vụ ngon không ngon dạ không vừa làm đi dứt miếng này luôn đi nè ở trong nó có gia vị rồi nhưng mà ở ngoài cái rồi sao không cắt luôn trời nó ngọt ngon cắt lên thật không nó ngọt em à tươi mà nó tươi không ơi đó da đỏ trời thù nữa á anh tại anh đang ngớ ngớ thù anh hoài ảnh lớn rồi anh tính ăn vô bạc thôi quá thôi anh ăn coi chừng cỡ mấy cái lông ấy nha lông cỏ thôi dữ vậy